Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, phản biện của dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rút đề xuất miễn học phí cho con giáo viên ra khỏi dự thảo luật nhà giáo. Trước đó, ngày 8 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến lần thứ hai về dự thảo luật nhà giáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan soạn thảo dự thảo luật nhà giáo đề xuất miễn học phí cho con giáo viên đang công tác từ mầm non đến đại học. Căn cứ độ tuổi của giáo viên và dự tính độ tuổi con cái họ, mức chi dự kiến khoảng 9.200 tỷ đồng mỗi năm. Nội dung này đã thu hút sự quan tâm của dư luận và nhận được nhiều ý kiến góp ý phản biện. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng quy định này chưa phù hợp. Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi tiếp thu các ý kiến, Bộ đã đưa nội dung này ra khỏi dự thảo luật. Cả nước hiện có hơn 1.050.000 nhà giáo hưởng lương từ ngân sách. Từ ngày 1 tháng 7, tiền lương của giáo viên từ 4.900.000 đồng đến gần 15.900.000 đồng một tháng, tùy cấp học và ngạch bậc. Ngoài ra, giáo viên có thể nhận một hoặc một số khoản phụ cấp khác. Tổng cộng, giáo viên thực nhận khoảng 6.600.000 đồng đến gần 30 triệu đồng một tháng, tăng 1.350.000 đồng đến 7 triệu đồng so với trước.